làm giàu từ thu gom như thu mua phế liệu. Sách cũ là một trong những câu chuyện mang đến khá nhiều bất ngờ cho người nghe. Tuy nhiên, trước những tiềm năng và cơ hội vô cùng lớn, đây được xem là lĩnh vực rất màu mỡ. Và nếu bạn đang muốn khởi nghiệp với ngành nghề này, thì dưới đây là 5 mô hình kiếm tiền thu gom tiêu biểu mà bạn có thể tham khảo. 1. Mô hình thu gom phế liệu Thu gom phế liệu là một trong những mô hình kiếm tiền phổ biến nhất, đặc biệt là ở các khu đô thị và khu công nghiệp người thu gom phế liệu tập trung vào việc thu mua các loại vật liệu có thể tái chế như kim loại, nhựa, giấy và thủy tinh. Sau khi được phân loại và xử lý, các vật liệu này sẽ được bán lại cho các nhà máy tái chế, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Điều quan trọng trong mô hình này là hiểu rõ thị trường phế liệu và có mạng lưới thu gom rộng khắp. Sự gia tăng nhận thức về bảo vệ môi trường cũng giúp mô hình này ngày càng phát triển. 2. Mô hình thu gom rác thải điện tử Với sự bùng nổ của công nghệ, lượng rác thải điện tử ngày càng gia tăng. Rác thải điện tử bao gồm các thiết bị điện tử không còn sử dụng được như điện thoại, máy tính, TV và các thiết bị gia dụng khác. Mô hình này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra cơ hội kiếm tiền từ việc tái chế các linh kiện có giá trị. Người thu gom có thể hợp tác với các công ty tái chế hoặc tự mình xử lý để tách các linh kiện quý như vàng, bạc và đồng từ các thiết bị điện tử. Đây là một thị trường tiềm năng với sự gia tăng không ngừng của các sản phẩm công nghệ. 3. Mô hình thu gom và tái chế đồ nội thất cũ. Mô hình này chủ yếu hướng đến việc thu thập các món đồ nội thất đã qua sử dụng như ghế, bàn, tủ và giường. Những món đồ này sẽ được sửa chữa, tân trang và sau đó bán lại cho người tiêu dùng. Thị trường đồ nội thất cũ đang phát triển mạnh, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí cho trang trí nhà cửa. Ngoài ra, việc tái chế đồ nội thất cũ cũng góp phần giảm thiểu lượng rác thải và bảo vệ môi trường. 4. Mô hình thu gom sản phẩm tái sử dụng Mô hình này tập trung vào việc thu gom các sản phẩm đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá trị sử dụng như quần áo, đồ gia dụng, sách vở và đồ chơi trẻ em. Những sản phẩm này sẽ được kiểm tra, làm sạch và sửa chữa nếu cần thiết trước khi được bán lại cho người tiêu dùng với giá phải chăng. Đây là một mô hình kinh doanh bền vững, không chỉ giúp giảm thiểu rác thải mà còn mang lại lợi ích kinh tế từ việc tái sử dụng các tài nguyên. Mô hình này đặc biệt phát triển trong bối cảnh xu hướng sống xanh và tiết kiệm đang được ưa chuộng. 5 mô hình thu gom chất thải nguy hại chất thải nguy hại bao gồm các chất thải có thể gây hại cho sức khỏe con người và môi trường như chất thải y tế hóa chất và pin cũ mô hình này yêu cầu sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và môi trường người thu gom sẽ hợp tác với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại để đảm bảo chất thải được xử lý đúng cách và an toàn đây là một mô hình kiếm tiền không phổ biến nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng việc đảm bảo các quy trình thu gom và xử lý an toàn là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển mô hình này mỗi mô hình thu gom đều có những đặc điểm riêng và yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức kỹ năng và nguồn lực tuy nhiên điểm chung của các mô hình này là khả năng mang lại lợi ích kinh tế đồng thời góp phần bảo vệ môi trường việc lựa chọn mô hình phù hợp sẽ phụ thuộc vào khả năng và định hướng kinh doanh của mỗi cá nhân hoặc tổ chức bằng cách tận dụng những cơ hội này chúng ta không chỉ cải thiện thu nhập mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội